Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị hai trận cờ hay của Lại Lý Huynh và cao thủ Trung Quốc. Trận này diễn ra năm 2020, mời anh chị xem. Trận đầu tiên Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Phạm Hữu Bình cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên.
将军。将军。将军。Chơi đến đây, sát cục, Phạm Hữu Bình buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai. Ván thứ hai này lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Phạm Hữu Bình cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.将军。将军。
Trang Chuyên. 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 Trang Chuyên.
将军。将军。将军。Chơi đến đây hết quân, Phạm Hữu Bình buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi, cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em, anh chị nhớ cho em xin một like, và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị, em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.